Phong âm thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc. Rất vui mừng cửa hàng lại được quay trở lại với quý vị và các bạn trong clip của ngày 11 tháng 12 năm 2020. Vâng, tại thời điểm này là buổi chiều của ngày 11, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh rất vinh dự được chào đón một bác khách hàng có địa chỉ tại Bắc Giang về trực tiếp cửa hàng để lựa chọn và thẩm âm một chiếc âm ni Luckman N509 507S 25 mã. Vâng, và tại thời điểm này thì cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cũng thông báo trên kênh trong buổi tối ngày hôm qua rồi, có những chiếc máy hút ẩm thì tại thời điểm này đã có 3 chiếc được nhận chủ nhé. Vâng, sản phẩm thì một chiếc âm ni có mặt phay mặt nhôm, mặt sơn nhé, xin lỗi. Một chiếc 507S 25 mã thì tại thời điểm này cũng đã được nhận chủ rồi. Vậy cửa hàng thông báo trên kênh để cho những vị khách hàng đang theo dõi kênh trên mọi miền được biết. Vâng, chiếc âm ni này thì còn khá là đẹp, giá trên 50 triệu. Phía trên thì được thiết kế gỗ bóng piano rất là sang. Và khi quý khách hàng có thể đặt những chiếc đầu tách hoặc những chiếc đầu acophay lên thì rất là hợp. Và bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thì ngày hôm qua có về những chiếc đài nhỏ xinh cũng đã được khách hàng chốt đơn rồi. Và bên cửa hàng thì vẫn còn rất nhiều các sản phẩm từ tầm trung đến tầm cao cấp để phục vụ theo nhu cầu đam mê của quý khách hàng. Vâng, vậy mọi thông tin chi tiết mua sắm quý vị và các bạn có thể liên hệ trực tiếp với cửa hàng theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3 Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, vậy cửa hàng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới những vị khách hàng đã thường xuyên theo dõi và đồng hành cùng cửa hàng. Vâng, những chiếc âm ni acophay thì còn rất nhiều này. Vâng, vậy cửa hàng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video clip tiếp theo. Xin thân ái, chào tạm biệt.